Xin chào toàn thể các bác quay trở lại với kênh YouTube của nhà em ngày hôm nay. Và trên kênh YouTube của em thì rất là nhiều bác theo dõi, thì bên nhà em là một đơn vị chuyên sản xuất những cái thùng nuôi ong. Và trên tay em đang cầm đây là một cái ván nhá. Thì hôm nay em sẽ quay cái ván này trực tiếp để cho bác xem một cái quy trình sản xuất thùng ong nó như nào. Bác nào chưa bao giờ xem quy trình sản xuất một cái thùng ong thì nhất định là phải ở lại xem cái video này, thì sau đấy thì mới biết là thế nào là ra được mới thành phẩm. Thì đây nó là một cái giai đoạn rất là ban đầu thôi. Đầu tiên thì bên nhà em nhập những cái cây khối gỗ gạo về rất là nhiều đấy, về một cái khối gạo rất là to, những cây gạo đấy. Thì sau đấy nhà em mới tiến hành là xẻ như thế này. Và đây là cái ván này ban đầu là hơn 2 phân các bác nhé, chứ nếu mình xẻ 2 phân về sau là mình gọi bào hoạt đi, nó sẽ không thể đảm bảo được 1/8 đâu hoặc 1/7 đâu, tại vì nó sẽ ngót. Cho nên nhìn như này thì nó đang rơi vào tầm độ khoảng 2/2, thì rồi mới sau này đóng nó còn ngót đi rất là nhiều, bởi vì đây là tươi mà đấy. Sau đấy thì một cái tấm ván như thế này thì nhà em sẽ cho lên một cái xe đẩy như này và sẽ tiến hành cho xuống ao để ngâm. Và bây giờ em sẽ quay cái ao cho các bác xem nhé. Đây là một video quay trực tiếp không cắt sửa, cho nên là nhà em các bác theo dõi hết video nhé, thì mới hiểu được một cái quy trình sản xuất thùng ong. Đây là một cái ao, ao thì dưới cái ao bèo này toàn bộ là gỗ để ngâm, toàn bộ cái dưới này là gỗ nhà em đang ngâm ở dưới này, và tất cả những cái ván này thì sau đấy nhà em cũng sẽ ngâm ở dưới này cho nó ngập. Thì cái ưu điểm của việc ngâm ở dưới ao này này, thì với cái chất bùn thì nó sẽ thẩm thấu được, với cái chất bùn thì nó sẽ thẩm thấu được cái chất gỗ, nên là cái gỗ mà ngâm ấy, thì cái màu da nó không đẹp, và gỗ mà ngâm bùn này thì cái màu gỗ sau này nó da nó thâm thâm, nó không trắng như là mình ngâm trên bể trên cạn. Thế nhưng mà cái chất gỗ mà ngâm như này thì nó bền hơn rất là nhiều. Đấy, chia sẻ các bác thế. Cái thời gian ngâm là bao nhiêu ạ? Thời gian ngâm em bây giờ em tính là từ cái lúc mình xẻ ván như này, từ cái lúc mình xẻ ván như thế này đến lúc mà mình ngâm vớt lên để đóng ván khô đấy, thì nó rơi vào tầm độ khoảng 6 tháng các bác nhé. Nếu mà ngắn ngày hơn thì rất có thể là cái gỗ này nó vẫn bị mọt bình thường. Đấy, cho nên là mình phải để thời gian là 6 tháng. Sau đấy thì nhà em sẽ tiếp tục vớt lên chống và phơi khô đi đã. Chứ nếu mà nó tươi là vẫn chưa đóng được. Đấy, sau đấy thì mới tiến hành là đưa vào trong xưởng đây. Đấy, xin mời các bác vào xưởng để xem quy trình nhé. Đấy, sau đấy gỗ được phơi khô rồi thì tiến hành là nhà em sẽ đây, ví dụ em lấy cái gỗ là nó khô như này, ví dụ đấy. Thì đây, ví dụ này thì nó khô như này rồi, nó rất là khô kiệt rồi, thì mình tiến hành đóng thì nó mới không bị cong vênh. Và khi đưa vào trong xưởng thì đây là những cái thiết bị này, ví dụ kia là đầu tiên là sẽ là những cái máy cuốn, thế còn đây là những cái máy dọc. Thì với những cái mẫu này ấy, thì là những cái cữ ở đây, cữ máy nhà em là toàn bộ là hàng ngày chuyên sản xuất chỉ đóng mỗi thùng nuôi ong thôi, cho nên là các cái cữ máy ở đây đều điều chỉnh làm sao mà mọi cái kích thước là để đóng lên một cái thùng ong nó hoàn thiện và nó đẹp nhất và nhanh nhất. Sau đấy thì tiến hành là các bác thợ sẽ đóng và thành phẩm nó sẽ ra là những cái chiếc thùng ong như này. Đấy các bác ơi, một thành phẩm nó cả một quá trình rất là dài, tầm độ khoảng 6 tháng, 7 tháng. Đấy, có sự chuẩn bị thì tiến hành gỗ cái khô thì tiến hành đóng những cái thùng ong như này. Cho nên nói về thùng ong bên nhà em thì nó là một cái thùng ong rất là chất lượng, đảm bảo cho bác là không cong vênh mối mà độ bền nhé. Rất là bền luôn, bởi vì chất gỗ đã được ngâm rất là kỹ và nhẹ. Thì để mà sản xuất được một cái thùng ong thì em vừa chia sẻ các bác rồi, nó cả một quy trình và có thời gian và liên tục. Thì là một đơn vị chuyên sản xuất cho các bác về thùng nuôi ong, thì ngày hôm nay em giới thiệu cho bác quy trình, cũng rất là mong là các bác hiểu được cái quy trình sản xuất ra được một cái thùng ong nó kéo rất là dài. Đấy, tuy nhiên là giá thành của nó so với lại các cái sản phẩm khác thì nó tương đối là bình dân thôi, nên là cả khi các bác đầu tư nuôi con ong thì cái việc đầu tư mua thùng nó cũng không phải là một cái chi phí quá nhiều trong cái quá trình mình đầu tư sản xuất nuôi ong. Bởi vì là một cái thùng ong này nếu mà mình dùng mà sơn xưa các thứ nữa thì một cái thùng này có khi phải dùng được chục năm. Thế còn cho rằng các bác cứ dùng mà di chuyển nhiều hoặc là không sơn thì nó phải được tầm 5-6 năm thì các bác sẽ mua cái thùng ong như này. Thì với một cái thùng ong như này thì nhà em đang bán cả bao gồm cước phí nó rơi vào tầm 210.000 đấy cho đơn lẻ. Thế còn đơn mà số lượng đầu chục hoặc đầu trăm thì giá thành sẽ rẻ hơn. Đấy các bác, đấy là thùng 26, còn với thùng 30 thì là sẽ giá nó sẽ cao hơn, nó dao động tầm khoảng 240-250.000 cho những cái thùng mà thùng gọi thùng 30. Thế còn với những cái thùng mà các bác đặt riêng kích thước thì các bác cứ báo bên em nhé, em sản xuất được em sẽ nhận. Thế còn nếu mà cái kích thước mà nó bên em là không có cái đợt gỗ nó vừa sang ấy thì bên em sẽ không nhận. Còn nếu các bác có nhu cầu đặt riêng thì cũng cứ đặt thoải mái. Xưởng nhà em chuyên là chỉ quanh năm chỉ có sản xuất đóng thùng ong thôi,
cho nên là các bác số lượng ít hay số lượng nhiều đấy, lấy sỉ hay là lấy hộ gia đình nuôi lẻ thì đều có nhé. Nội dung ngày hôm nay thì cơ sở An Thịnh em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bác đã đồng hành cũng như là ủng hộ cái thùng nuôi ong bên cơ sở nhà em suốt những năm vừa qua. Em kinh doanh đến năm nay cũng là 4 năm rồi. Cảm ơn các bác nhé.